Và bản tin sau đây đến từ CDC cho biết, tất cả các bệnh viện ở Hoa Kỳ nên chuẩn bị tình huống bùng phát virus COVID-19. Video cho thấy hàng chục công dân Mỹ đang vẫy tay chào phóng viên trong lúc ngồi trên xe bus rời khỏi tàu du lịch Diamond Princess tại Nhật Bản để trở về Hoa Kỳ vào ngày 17 tây tháng 2 năm 2020. Trong thời gian những người này được cách ly 2 tuần tại các tiểu bang, chính phủ liên bang chuẩn bị đối phó trong trường hợp virus COVID-19 bùng phát tại nước Mỹ. Các viên chức y tế đang lo ngại vì bên ngoài Trung Quốc lục địa đã có người chết vì dịch bệnh này tại Nhật Bản, Nam Hàn, Iran, Ý và Pháp. Hiện nay, cơ quan y tế Hoa Kỳ đang nỗ lực chuẩn bị cho các bệnh viện và sẵn sàng đóng cửa trường học, cơ sở kinh doanh trong trường hợp bùng phát virus COVID-19. Bà Nancy Messonnier, viên chức thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, cho biết virus COVID-19 vẫn chưa lan rộng tại Hoa Kỳ, nhưng cơ quan y tế đang chuẩn bị cho nguy cơ này. Trong những tuần lễ tới, nếu như virus COVID-19 lan rộng ra cộng đồng, CDC muốn mọi người sẵn sàng chấp nhận đóng cửa trường học và các cơ sở kinh doanh giống như một số nước châu Á đang thực hiện để ngăn chặn sự lây lan của virus COVID-19. Bà Messonnier nói rằng CDC chưa thấy virus COVID-19 lây lan trong các cộng đồng Hoa Kỳ. Tuy nhiên, điều này vẫn có thể xảy ra. Mục tiêu của CDC là làm chậm sự lây lan của virus COVID-19. Điều này giúp cho CDC có thêm thời gian để chuẩn bị cho trường hợp sự lây lan có thể mở rộng. Theo tin từ CNN, CDC đang thực hiện các bước để bảo đảm nhân viên y tế có đầy đủ thiết bị họ cần trong cuộc chiến chống virus COVID-19. CDC đang làm việc với các công ty, bệnh viện, hãng dược, nhà sản xuất và phân phối để chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo cánh cửa cơ hội để kiểm soát sự lây lan của COVID-19 đang hẹp dần. CDC vẫn đang tìm cách giải quyết các vấn đề với bộ thử nghiệm virus COVID-19 bị lỗi, được gửi đến các tiểu bang. Chỉ có 3 tiểu bang Hoa Kỳ có khả năng xét nghiệm COVID-19 ở cấp địa phương.